Hello, xin chào tất cả các bạn đã trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và trên tay mình đây là bức tranh về chú cá thần tiên. Và chúng ta hãy cùng nhau tô màu cho chú cá thần tiên này nhé. Đầu tiên thì mình sẽ tô màu xanh dương cho cái chỗ con mắt này nhé. Tiếp theo là màu mình sẽ tô màu đỏ nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá cây cho nó cái viền thứ hai này nhé. Tiếp theo mình sẽ tô màu mình sẽ tô màu cam cho cái này nhé. Tiếp theo là màu hồng cho cái phần đuôi này nhé. Tiếp theo là màu xanh này. Tiếp theo là mình sẽ tô màu vàng nhé. Tiếp theo là màu xanh nhé.
Tiếp theo là cái vein. Và video tô màu cho bức tranh này của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.